Ok, con nghe cô nói không? Nhi nghe gì không con? Con nói to lên xí. Con không nghe con rõ. Con nói to lên xí là cô nghe con nói nhưng mà vẫn không được rõ. Rồi. Rồi, để trước khi làm bài mình kiểm tra cái từ vựng mà hôm bữa nha. Hôm bữa của bài này này. Mình có những từ vựng gì? Sử đối với lại, ok, ví dụ nha. Ok, hôm bữa mình có từ là shoes. Thì shoes mình phải làm như thế nào? Mình phải mang nó ở bộ phận nào? Lá Có nghe cô nói không? có nhưng mà có vài từ nó bị mất tiếng. Có nghĩa là hôm bữa mình học cái từ này thì shoes, con nhớ không? Thì cái từ này mình sẽ sử dụng nó trên bộ phận nào của cơ thể? Có nghĩa là ở đây cô muốn con dùng nguyên cả câu luôn. I can làm gì? Mình có từ thứ nhất đó là wear hoặc là put on. Put on. Thì bây giờ làm sao mình đặt cái này nguyên vào trong câu là tôi mang giày vào chân của tôi. I put on. I put, ok, thường thường là I put on the shoes on my feet. Feet hay là foot? Foot là chỉ có một bàn chân thôi. Feet. Hai bàn chân, khi mình nói đến hai bàn chân mình sẽ dùng feet. Một sẽ dùng foot. Ok, rồi tiếp theo đó là về mình có thể làm gì với lại book? Mình đối là book thì mình dùng để làm gì? Read, yes. Vậy bây giờ mình để vào trong câu nha. Làm sao mình để vào trong câu được, để nguyên một câu ấy. Sử là tôi đọc sách mỗi ngày. On Yes, I always. Vậy thì cái này là sẽ là tôi luôn luôn đọc sách cũng được. Always là luôn luôn. Vậy I always read book. Yes, I always read book in the evening. Nghĩa là mình đang mở rộng cái câu ra thôi, thì con nói là I always read book thì nó vẫn chưa rõ ràng lắm. Bây giờ mình mở rộng ra một tí cho người ta biết là mình read book vào cái thời gian cụ thể nào trong ngày. Rồi tiếp theo. Từ vựng tiếp theo đó là về balcony.
Balcony. Okay, where can you see the balcony? Where can you see the balcony? Hmm? Balcony ở vị trí nào của căn nhà mình? Balcony là cái gì con? Balcony là cái gì nhỉ? Cái gì đó mà ở ngoài cửa sổ, hoặc là đối với những nhà có tầng ấy, thì khi mình mở cửa ra mình mới đi ra cái khoảng trống đó. Đó là một cái khoảng trống, cái khoảng đúng rồi, khoảng trống ở bên ngoài. Ok, balcony mình có thể dùng làm sao để đặt nó vào trong một câu? Một câu thì đối với lại những cái mà danh từ giống thế này, mình có thể nói là there is a balcony, a balcony on in my, okay, I can see the balcony, hoặc là mình có thể dùng balcony, I can see the balcony, the balcony through the window. Thật sự là tôi có thể nhìn thấy cái balcony, cái ban công của nhà ai đó cũng được, thông qua cái cảnh cửa sổ. Rồi, tiếp theo còn cái từ gì nữa? Island. 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 Bây giờ để island vào trong một câu nè. Bây giờ con hình thành một câu đơn giản cho cô. Giả sử island chẳng hạn như là tôi đã từng đến đảo, đảo gì đó. Tôi giả sử là tôi đến thăm cái đảo gì đó năm ngoái hay là năm kia, thì mình nói như sao? Thì bây giờ trong câu này mình cố gắng hình thành một câu đơn giản. Mình bắt đầu bằng chủ ngữ là ai đi. Ai đi, khi mà con hình thành quen rồi thì bắt đầu mình sẽ chuyển qua cái chẳng hạn như là she nè. Rồi chẳng hạn bây giờ ai trước nhà? I went to phải không? Yeah, I went to the island. Island nào nhỉ? Đảo gì? Ok, I went to the island. Yes, ví dụ là in Hawaii. In Hawaii. Yes, có thể mình có thể như vậy. Không phải là mình đã có một câu rồi nấy. Một câu của mình không bao giờ thiếu chủ ngữ, động từ. Cái vế phía sau thì tùy mình, cái vế phía sau là như thế nào, mình sắp xếp như thế nào cho nó phù hợp, cho câu nó đủ nghĩa. Giả sử bây giờ con chuyển qua lại, bây giờ mình không dùng ai nữa, mà mình có thể dùng chủ ngữ là một cái khác, như the phone. The phone thì con vẫn là dùng the phone làm chủ ngữ. The phone is big. Yeah, cái câu này nó vẫn đủ chủ ngữ, vị ngữ và cái vế ở phía sau. Là khi mình cố gắng hình thành một cái câu đơn giản, ngắn, nhưng mà phải luôn luôn có đầy đủ chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Chưa? Chắc là mày tập chưa? Dạ. Là mày tập chưa? Chưa luôn. Cô gửi mà. Cô gửi qua cái nào đấy? Linh như là cô lại gửi lại vào, lại gửi vào trong cái nhóm đó. Cô quên hỏi để đưa con vào trong nhóm, để cô hỏi cái cô kia, để đưa con vào thẳng trong nhóm luôn. Chứ tại vì mỗi lần cô gửi xong cô lại quên gửi qua cho con. Rồi. Now look at, say which picture is different and why. Ở đây mình có mỗi câu mình sẽ có 4 pictures. Bây giờ con cho cô biết bức hình nào khác biệt và tại sao.
Đúng chưa? Okay, so why is it different? And rồi. Okay. Rồi bây giờ con giải thích cho cô một bức hình vì sao nó lại khác biệt. Picture one is a white bike. Okay. Như thế này. She feature one, she is riding a bike. Rồi, but cái gì mình dùng từ but này cho trái ngược lại. Nhưng, but, what are two, three and four, what are they doing? Walk. But, picture one, okay, two, three, four, people are walking. Ok, vậy nếu như mà trong cái bức hình này thì đôi lúc mình xác định là mình nên dùng thì gì? Thì cô thấy là cái thì mà hay được sử dụng đó là thì hiện tại tiếp diễn, là cái hành động đang xảy ra trong lúc này này. Thì mình xác định dùng cái thì này, are walking, để con dễ mô tả ấy. Rồi ok, picture number 2. Nếu nó không phải là hành động mô tả đồ thì mình sẽ dùng động từ to be. Rồi sao đây bức hình này, bức hình nào? Vì sao nó lại khác biệt? Beer. Okay, so the man has got beard. Rồi, tiếp theo. Cái này không, với những cái người còn lại thì no beard. Con nhớ cái từ này cùng với một cái từ chữ gì không? Beer là hình như là ở cái này này. Beer là nguyên cả một cái bộ nằm ở phía dưới cằm ấy. Con nhớ đối với lại tóc, tóc với cái đồ gì có trên người ấy thì mình sẽ luôn mô tả là in picture 2. In picture 2, the man has got a mustache. The man has got a mustache. Cái tên này gọi là mustache. But one, three, four. The man had no mustache. Rồi, picture, bức hình tiếp theo. They all live. Okay. Hoặc là mình có thể dùng là they all live. There are leaves. Ở đâu leaves? Ở đâu? Mình vậy mình có từ on the tree. On the tree. There are leaves on the tree. But picture 4, there is no leaves on the tree. Bức hình cuối cùng. Cô ấy đang làm gì? Nếu mà nhìn tổng quát thì cả bốn bức hình này đang nói về những hoạt động. Phải làm sao để mình mô tả được hoạt động? Picture 2 is snowing. Còn picture cũng như vậy thì cũng không làm rõ lên được cái sự tương phản giữa bốn bức tranh, tại vì con đang phải chọn ra một bức tranh khác biệt nhất tương phản với lại những bức tranh còn lại. Giống đối với lại bức này thì ở đây có không có lá, còn ba bức còn lại thì giống là đều có lá ở trên cây, đúng chưa?
Nhưng mà nếu bức hình này mình đã có tuyết và ba bức hình này không có tuyết, được không nhỉ? Nhưng mà cô thì cô đang nghĩ tới cái hướng mà cả bức hình 1 và 3, 4 thì các bạn này đều ở trong nhà. À, giống như là bức hình này bạn này ở ngoài nhà, bạn này không phải ở trong nhà. Bây giờ mình cùng xem nha. Which one is different? Okay, picture 1. Để cô xóa bước này, cái này này. The man is... Okay. The woman is riding a bike, but the other... Ở đây người ta dùng the other thay cho cái mà con phải liệt kê ra cả ba bức hình ấy, thì người ta dùng the other. Những người còn lại thì đi bộ. Rồi, tiếp theo. The man in the second picture is different because he has got a mustache. The other man haven't got a mustache. Rồi là mình có thể dùng thêm cái cách này, second. Thay vì mình nói là in picture 2 thì cũng đều là giống nhau, nhưng mà cái cách người ta dùng chữ khác thôi. Vậy cái ông này có gì? Ông này có một cái mustache. Nhưng mà những cái người đàn ông lại thì mình muốn nói mà không có, mình có thể nói là haven't got a mustache. Tiếp theo, in picture 4 is different because it hasn't got any leaves. There are leaves on the tree in other pictures. Bức hình này is ski because there is only one person in this picture. There are two people hopping, skipping and playing table tennis in other. Con biết bức hình này có gì khác biệt không? No. Cô cũng đoán không đúng luôn. Và con cũng đoán không đúng. Nhưng mà người ta nói sao nhỉ? Con đọc cái phần cuối cùng đi. Cái phần cuối cùng này này, để xem thử là vì sao nó lại khác biệt. Person in this picture. Vậy chỉ có one person, picture number two, người ta nói tại vì one person. Nhưng mà the other picture are two people. Mỗi bức hình là two people, cô không nhận ra cái này luôn. Ok. Rồi. Listen and write the story. Ok. Now, I want you to take some paper and write 10 answers. Ở đây thì con sẽ write 10 answer, có 10 câu hỏi, và con sẽ viết câu trả lời cho 10 câu hỏi này. Number 1, write your name of write the name of someone you know has a mustache. Con hiểu cái bài này người ta yêu cầu mình làm gì không? Đúng rồi, trả lời cả câu hỏi. Vậy trả lời cái câu number one. Number one mình phải làm gì? Câu 1 này người ta nói gì đó? Nếu mà con có câu hỏi thì có thể ghi ở phía bên cạnh luôn. Con không cần ghi xuống giấy đâu.
tên một người là You know. Từ know này là biết. Có cái gì? Sao nhỉ? Biết tên một người mà bạn biết, có cái người mà có này nè. No, yeah, đúng rồi, remap chứ không phải là beer. Beer là nguyên cả cái bộ rau từ trên này xuống này. Nếu mình cần một người có remap. Chưa cả biết xong được thế. Biết ai cũng một bộ đi nhé. Có thể là bố con này. Không, bố con không bao giờ bị. Hoặc là có thể mấy bạn học của con đến tuổi phát triển ấy, thì bạn ấy sẽ có một ít. Vậy thì có thể là bịa ra thôi. Bịa ra một cái tên, hoặc là cái bạn mà đen đen ngồi gần con ấy kìa. Cái bạn đẹp mà ngồi gần con ấy. Ok, rồi tiếp theo number 2. Now write the name of the last place you walk to. Hồi nãy con nhớ mình có từ walk là đi bộ, thì nó vẫn là nghĩa như vậy, nhưng mà chỉ có khác là người ta thêm ed vào, là có nghĩa là đã từng đến ấy, là cái nơi cuối cùng mà mình từng đến. Rồi. Vậy cái nơi cuối cùng mà con đã đến là nơi nào? The last place. Con vừa mới đi công viên xong. Okay, maybe. Công viên, the park. Yeah. Cái nơi nào rồi? The park. Tiếp theo, what game do you like playing? The name of the game. Con có chơi game không? Hôm bữa con nhớ là con chơi cái game gì mà xây dựng đồ nhỉ? Xây dựng đồ gì? Hmm?
Cô nhớ là hôm bữa mà có mấy buổi mà cô vào xong con kêu là con đang chơi cái trò gì đó mà xếp hình ấy, xây dựng ấy, cái trò gì đó cô không nhớ, là giống như cái dạng Lego vậy nhưng mà con kêu là không phải Lego, cô không nhớ cái tên. Play together. Okay, number four. What color are your favorite shoes? Ui, nhiều màu nha. White, black, pink. Number five. How many people are wearing glasses in this room? Giả sử this room là cái lớp học của con, thì có bao nhiêu người wearing glasses? Oh, 41 people are wearing glasses. Oh yeah. Wow. Lớp con bao nhiêu người mà 41 người mang kính? Ôi nhiều lắm cô ạ, hầu như là tất cả đều mang kính. Trừ con ra. Không. Con có đeo kính không? Không. Không ạ. À. Rồi, number 6. Lớp có 45 thì có 41 đứa là mang kính. Kinh đấy, cũng mấy bạn cũng mới 17 tuổi. Ủa nhẹ nhẹ nhưng mà nếu như nếu cô thấy nặng nhất thì cũng chỉ đến 7,7 mấy. Mấy độ? Tính như 7,5 như sao? 7,5 á? Cô có 2 chấm mấy đến 3 độ thôi. 2,5 đến 3 thôi. Y 7,5 là cái kính nó sẽ dày. Có một cái bạn kiểu hay bị dính vào cái điện thoại ở cái sách ấy. À đúng rồi đó, mấy cái người mà cận nhiều và đeo kính dày là sẽ mắc bị lồi ra ngoài. Vậy cô không có đeo kính thường xuyên. Ở 1,4 thì cũng chưa, nhưng mà nếu như không nhìn thấy thì mình phải đeo kính, nhưng mình chỉ đeo kính khi mà mình cần thôi. Khi mà con cần nhìn, nếu kiểu nhìn trên bảng ấy. Chứ nếu không đeo kính thì mình cứ nhìn không là mắt con dễ bị cận. Giống như cô chỉ đeo kính khi mà cô đi ra ngoài hoặc là cần ngồi máy tính thôi. Còn lại cô không đeo. Okay, number six. Think about the food you ate yesterday. Write a word for something you ate yesterday. Yesterday là ngày hôm qua nè. Ate có nghĩa cái từ này là quá khứ của từ eat. Nhưng mà vì nó là của ngày hôm qua nên người ta sẽ sử dụng là ate. Cái gì đó về thức ăn mà bạn đã ăn ngày hôm qua. Chắc có lẽ là một cái loại thức ăn cuối ngày. Từ ngày hôm qua rồi mà con ăn. Thì con có thể nhớ là một cái loại thức ăn gì đó mà con ăn vào cuối ngày gần cái lúc con đi ngủ nhé. Con ăn đu đủ. Ok. Tối hôm qua là con ăn đu đủ. Đu đủ.
Yeah, prepare. Number seven, what's the name of your favorite song? Favorite song, cái tên mà bài, cái tên của bài nhạc con yêu thích ấy. Favorite. Để con nhớ đó. Thôi con đi bừa ạ. Trời. Con ghi được chưa? Rồi, mình làm nhanh chưa? Vậy mình làm tiếp theo những câu 8, 9, 10. Con làm nhanh ba câu này đi, ba câu này dễ này. Giả sử people in this room có thể là nói về phòng học của con đi. Nói về cái phòng của con học ấy. Có bao nhiêu người? Ở trường hay là ở nhà? Ở trường, ở nhà chỉ có con và cô thôi. Chắc khoảng rất tầm 4-6. Ok, rồi nhanh, làm nhanh mình qua phần khác nha. Ok, now choose a part of your face, write the word for it. Choose a part of the face. Đây là cái face, cái mặt của mình phải không? Bây giờ mình sẽ chọn một cái bộ phận trên mặt để viết một từ đó. Ear. No, this is not ear. This is eye. Eye, ear. Trên mặt ấy, cái một bộ phận trên mặt. Yes, of this. Nose. Okay, câu cuối cùng. I like lions. What are your favorite animals? I don't. You don't have any favorite animals? Cô nhớ là chicken mà. Okay, chicken. Cô nhớ là con kia con thích chicken mà. Nhưng mà nó bỏ nhà ra đi là. Bỏ nhà ra đi là sao? Có nghĩa là nếu mà mấy cái con nhà con mà khoảng tầm lớn lớn 4-5 tháng ấy là sẽ được đi lên bồ. Đi lên là cái chỗ mà trấn lều của nhà con ấy. Cái lều mà kiểu cái nơi mà trồng rau với cả chỗ mà để nuôi rồi xong ý là nó tự đi hay là bị mất? Không, bố con mang lên đấy. Mang lên đó để nuôi á? Mang lên đấy nó kiểu có cái khoảng trống to á. Nó sinh sống đấy, nó tập được cái cái cuộc sống. Rồi nuôi tầm bao nhiêu tháng là sẽ bị thịt để làm, để bán? Không biết. Bị ốm, bị làm sao, bị cái gì đấy nó sẽ. Rồi, now play the game plural quiz.
cái này mình đang nói đến plural là số nhiều. Vậy cho cô biết đây là từ foot. Mình đang nói đến foot là một cái bàn chân. Vậy số nhiều của foot là hai bàn chân, mình sẽ dùng gì? Ok, chính xác. Yes. Number tiếp theo. Oh, ok, photo. Vậy số nhiều của photo là? Cái này gọi là bất quy tắc này. Cái từ foot mà chuyển sang feet thì cái này là số nhiều mà dạng bất quy tắc. Con sẽ không được thêm gì vào hết mà con phải nhớ thôi. Nhưng mà có cái dạng số nhiều mình phải thêm S hoặc là ES. Vậy đối với từ photo này mình phải thêm cái gì đây? Thử xem có trường hợp là thêm ES, nhưng mà những cái trường hợp này thì mình không thêm. Chẳng hạn như là radio cũng vậy. Radio thì người ta chỉ thêm S thôi, radio vậy thôi, chứ người ta không có thêm ES. Nhưng mà có nhiều từ kết thúc bằng chữ O được thêm ES. Rồi tiếp theo, tooth. Số nhiều của tooth là no. Con biết số đó đi. Teeth. Chính xác. Ok. Dress. Số nhiều của dress. Dress là cái gì? Váy nha. Hoặc là nếu mà nó là động từ có nghĩa là mặc. Dress up. Mặc đồ ấy, mặc đồ vào. Vậy số nhiều của này mình phải thêm gì? S hay là ES? Con thử đi. Xong mình sẽ kiểm tra đáp án nha. ES. Dresses, đúng rồi. Thì cái trường hợp này mình sẽ thêm ES, giống như cái từ mà ok, như cái từ này thì coi có xem kết thúc bằng chữ y phải không, thì đó thì mình sẽ thêm s thôi, nhưng mà mình đọc là oranges. Và những cái từ mà s rồi sh, ch rồi ss và thêm cái từ o này nữa, nhưng mà cái này có trường hợp ngoại lệ mình chưa học đến cái đó, thì những cái này mình sẽ thêm s vào. Và khi thêm s vào thì mình đọc như thế nào? Đối với từ photo thì con đọc có âm S ở phía cuối, photos. Nhưng mà đối với từ này mình đọc như thế nào? Những từ mình thêm ES vào ấy. Thì những từ mình thêm ES vào mình đọc là chữ Y với chữ G, giống như is, dresses, dresses, dresses. Khi mà mình thấy ES mình đọc là phụ thuộc vào cái từ này này con, từ G này mình đọc là ch. Thì mình đọc cái này là oranges, oranges. Chưa? Mình phụ thuộc vào cái từ này nó đọc như thế nào. Không phải, sorry. Cái từ này đọc là it. Và mình nối với cái từ cuối cùng này. Đây. Mình đọc vào là oranges. Ở đây mình cuối cùng chữ là chữ s. Và mình nối vào đọc là dresses. Ok. Now, more men. Vậy số nhiều của men là? Cái này con không biết rồi. Rồi, vậy số nhiều của men thì nó cũng không thay đổi nhiều. Mình chỉ đổi chữ A thành chữ E, man. Hobby. Nồi số nhiều của hobby. Hobby thì con nhớ là mình có cái dạng mà Y dài đổi thành Y ngắn chưa? Rồi mình mới thêm ES. Rồi, vậy khi mà có cái từ nào mà có Y dài thì mình sẽ đổi nó thành Y ngắn để mà thêm ES.
Ý là có nghĩa là khi mình muốn nói đến, mình muốn thêm nó vào số nhiều á. Thì hobby là một là sở thích, thì mình muốn nói là nhiều sở thích, thì mình sẽ đổi y dài thành y ngắn và thêm es thì đọc là hobbies. Tiếp theo là box. Đây, từ is này cũng nằm trong cái từ mà để mà thêm es. Vậy ở từ box này mình phải thêm gì? Vậy thêm es đây mình đọc như thế nào con? S đây mình đọc là E với lại Z. Boxes. Boxes. Chưa? Ok. Sausage. Sausage. Số nhiều của sausage là... Đúng rồi, thêm S. Thì mình đọc là sausages. Đây là những cái mà từ mà danh gọi là danh từ bất quy tắc này. Thì con không thể mà thêm cái gì được, mình phải nhớ thôi. Ok. Play a game at home in the playground. Ok, cái này là cái phần homework rồi. Thì mình sẽ qua tiếp cái phần tiếp theo. Our busy holiday. Rồi, ở đây thì mình sẽ có gì đây? Cái hoạt động và ngày trong tuần. Thì con xem là người ta, con nghe thử là người ta nói cái gì nha. Ok, được chưa? Bây giờ mình sẽ nghe thử cái ví dụ. Number 28A. Our busy holidays. Look at the pictures. What does Alex Smile do every week? Listen and look. There is one example. On Mondays, Alex climbs mountains. What? Every week? Yes. And sometimes the mountains are very high and the weather is very cold. Oh. Okay. Can you see the line from the word Monday? On Mondays, Alex climbs mountains. Now you listen and draw lines. 1. Alex loves being with his son, John, on Saturdays. Do they do sport? No. They always go to painting school. I see. They paint pictures. No, they're learning to paint walls. 2. Does Alex have any more children? Yes, his daughter's called Lucy. She plays basketball very well. What? At school? Yes, and Alex makes videos of the games she plays on Tuesdays. 3. Alex is learning to fly. Is he learning to fly planes? No, helicopters. His wife, Mary, is his teacher. When does he have lessons? On Wednesdays. One more time. Một lần nữa nha. Con cứ nghe cái ngày trước, đôi lúc người ta sẽ mô tả tranh trước trước khi người ta nói ngày. Rồi, một lần nữa này. 28A. Our busy holidays. Look at the pictures. What does Alex Smile do every week? Listen and look. There is one example. On Mondays, Alex climbs mountains. What? Every week?
Yes. And sometimes the mountains are very high and the weather is very cold. Oh, okay. Can you see the line from the word Monday? On Max climbs mountains. Now you listen and draw lines. 1. Alex loves being with his son, John, on Saturdays. Do they do sport? No. They always go to painting school. I see. They paint pictures. No, they're learning to paint walls. 2. Does Alex have any more children? Yes, his daughter's called Lucy. She plays basketball very well. What, at school? Yes, and Alex makes videos of the games she plays on Tuesdays. 3. Alex is learning to fly. Is he learning to fly planes? No, helicopters. His wife, Mary, is his teacher. When does he have lessons? On Wednesdays. Okay. Tuesday, Wednesday. Yeah. Đúng không? Để cô xóa. Từ để cô xóa cái của con ạ. Ok chưa? Tuesday ở đây này. Và Saturday ở đây phải không? Cái này là Wednesday, flying a helicopter. Saturday làm gì? Saturday paint with his son. Wednesday filming his daughter Lucy playing baseball. Là con này đúng rồi. Ừ, con đúng rồi. Ồ, hồi nãy mà trước khi chưa nghe lại lần hai là con chưa gạch, phải không? Con chưa gạch câu nào hết. Nhưng mà khi bắt đầu nghe lại phần hai thì con đã gạch lại được những bức hình. Ủa? Con không hiểu. Một là con nghe được rồi, xong là con thấy kiểu lằng ngoằng quá, con kiểu lúc ấy con vượt qua cái đường này này. Vậy thì khi con để mà nghe được cái bức hình thì con thấy là nghe đến mà the sun, mặc dù con không biết là cái hành động hai người này làm gì là paint ấy, tờ sơn á, thì đây con không, giả sử con không hiểu từ này đi, nhưng mà người ta đang nhắc đến là he's, đây ông này là, đây ông này là bố, thì ông này có hoạt động paint with his son, thì ở trong này con thấy có người con trai nào nữa không? Không có. Ông ấy chỉ có, trong bức hình này chỉ có son là một người đây thôi. Là mình biết ngay là ông này đang làm cái hành động này với lại bạn này. Qua picture tiếp theo thì mình thấy hoạt động đây là gì? Filming. Đang quay phim ấy. Ok. Cô thấy cái bức hình đầu tiên là con bị lăng tăng, con chưa quyết định được là nên chọn cái nào cho ngày hôm đó. Rồi. Rồi vậy mình học đến đây nha. Mình nghĩ cô sẽ gửi cái bạn động từ, à không, danh từ bất quy tắc cho con học nha. Danh từ bất quy tắc. Ừ. Học nha, đến buổi hôm sau kiểm tra đó. À cô. Ừ? Con nghĩ là con sẽ đổi vào ngày mai. Con sẽ như lúc trước đi. Nhưng mà thứ 6 và lúc 7 giờ. Ô, thứ 6, 7 giờ cô có lớp rồi. Thứ 6, 8 giờ. 8 giờ à? À, là thứ mấy, là thứ ba. Thứ ba rồi thứ mấy? Ngày mai là con bị chèn vào cái lịch đi học thêm toán. Rồi để cô xem, vậy thì mình chuyển qua 3, 5, 7 con học được không? Không, vậy không, con gửi cho cô cái lịch của con xem trong tuần đó là con rảnh giờ nào, để cô xem là lịch của cô rồi xong rồi mình thống nhất một lịch nha. Ok, bye bye.